Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn hai dòng xe nhập khẩu, đó là Vario 125 và Vario 160. Kèm theo đó là một số dòng xe chính hãng. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Luyến, hỗ trợ giới thiệu không em Luyến ạ? Hi mọi người ha, cảm ơn mọi người đã bấm vào xem video của em Kim Luyến nha. Thì hôm nay tiếp tục mang đến cho cả nhà về giá xe của dòng xe Vario 125 và 160 phân khối hiện tại trong thị trường hiện tại này. Và hiện tại trong tháng 10, 11 này cũng đang có hỗ trợ tri ân giảm giá rất mạnh của cả nhà. Mua xe liên hệ trước cho Luyến có số điện thoại hoặc là Zalo 0905 299 064, còn được giảm ngay 5 triệu đồng ha, bao gồm là 2 triệu trong xe đi lại và một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng cho anh em ha. Đi vào video cho mọi người luôn. Đầu tiên là em xe màu xám xi măng, em này là màu xám gri ha, sống động luôn cả nhà luôn. Thì mẫu màu zin bên Vario thì mọi người biết là gồm có 5 màu, là màu xanh nhám này, màu đen nhám, màu đỏ bóng, đen bóng và màu trắng nhám. Đó là 5 màu zin của Vario 125, màu sơn thì mới đủ màu luôn nha. Nó đi vào màu xanh cho mọi người coi này. Rất là nhiều màu luôn, như là màu hồng này, màu xanh này, màu cam này, màu tím này. Có rất là nhiều ha. Anh em nào mua màu nào thì chịu khó mình liên hệ qua Zalo. Thì hiện tại cái dòng này thì giá của nó là bao nhiêu em? Dạ em mà hỗ trợ khách hàng với mức giá là 37 triệu 900 đến 39 triệu 900. Nhưng mà liên hệ trước thì em Luyến là được giảm ngay 2 triệu, còn có 35 triệu 900 đến 37 triệu 900 thôi ha. Hỗ trợ trả trước chỉ cần duy nhất là 4 triệu đồng thôi. Cầm duy nhất 4 triệu đồng và căn cước công dân thôi ha. Okay. Trên 18 tuổi là mua xe được rồi nha. Hôm bữa thì mình thấy có anh em hỏi cái mẫu 2022 này. Màu nhìn tím như Thái luôn á. Hả? Nhìn rất giống Clip Thái luôn. Đúng rồi. Em hỏi. Mẫu này thì đang có mức giá cho mọi người là 44 triệu 900 ha. Còn Vario 160 thì cũng nhiều màu này, như là màu đen bóng này. Đen này. Đó, trên đây cái này có màu xanh này. Bán tới này cũng hết, mua hết rồi. Màu xanh này, hai màu xanh luôn. Hiện tại giá nhiêu? Ưu đãi này là cũng nhiều anh chị em quan tâm và cũng bán rất là chạy luôn cả nhà. Đối với một em xe Vario chính hãng thì nó có mức giá cho mọi người là từ 39 triệu 900 đến 42 triệu 900. Còn đối với bản tư nhân thì nó có mức giá là 40 triệu 900 đến 44 triệu 900 nha. Trả trước cho em Luyến thì cần 5 triệu đồng là lên xe được rồi. Hỗ trợ bảo đậu hồ sơ với những khách hàng mua trả góp có liên hệ trước cho em Luyến nha. Ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào.